Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Video chỉ phân tích lại các sự kiện bất thường trong các sứ mệnh Apollo. Đầu tiên hãy nghĩ về điều này, kể từ khi hoàn thành sứ mệnh của Apollo 17 và sau đó trở lại trái đất vào năm 1972, Hoa Kỳ đã giữ chương trình đưa con người lên mặt trăng ở chế độ chờ và tạm dừng mọi hoạt động. Nửa thế kỷ nay, nhân loại vẫn chưa có thêm một lần đổ bộ lên mặt trăng. Theo The Epoch Times, khi NASA vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào để dập tắt sự tò mò của công chúng, những suy đoán và thậm chí cả thuyết âm mưu đã được đưa ra. Tuy nhiên, vào năm 2019, NASA thông báo rằng họ sẽ gửi các phi hành gia lên mặt trăng một lần nữa vào năm 2024. Được gọi là chương trình Artemis, sứ mệnh sẽ đưa người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông tiếp theo lên mặt trăng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Và nếu thành công, sứ mệnh này sẽ đánh dấu lần đi bộ thứ hai lên mặt trăng kể từ năm 1972. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9 năm 1962 khi Tổng thống Mỹ John Kennedy công bố kế hoạch đưa con người lên mặt trăng. Ông tuyên bố: "Chúng tôi chọn đi lên mặt trăng trong thập kỷ này và làm những việc khác, không phải vì chúng dễ mà vì chúng khó, vì mục tiêu đó sẽ phục vụ cho việc tổ chức và đo lường tốt nhất nghị lực và kỹ năng của chúng tôi, bởi vì đó là thách thức mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, thách thức mà chúng tôi không muốn trì hoãn, và thách thức mà chúng tôi dự định giành chiến thắng, và những điều khác nữa." Và như đã hứa, người đàn ông đầu tiên, một người Mỹ, đã đáp xuống mặt trăng vào năm 1969, trong sứ mệnh Apollo 11. Tuy nhiên, sứ mệnh thành công của Apollo 17 và trở lại trái đất vào tháng 12 năm 1972 sẽ đánh dấu sứ mệnh thứ 6 và cũng là sứ mệnh cuối cùng lên mặt trăng của dự án Apollo. Đây trở thành lần cuối cùng của con người trên mặt trăng. Điều này đặt ra câu hỏi: nếu những gì loài người biết về mặt trăng vẫn còn rất nhỏ, vậy tại sao Hoa Kỳ lại ngừng chương trình đổ bộ lên mặt trăng? Theo chính phủ Hoa Kỳ, việc NASA chấm dứt các sứ mệnh tương lai lên mặt trăng là do hạn chế tài chính, một lập luận không thuyết phục đối với nhiều người ngày nay. Tuy nhiên, lý do thực sự có thể đáng kinh ngạc hơn. Trong sứ mệnh Apollo 1969, có 2 phút gián đoạn trong việc chuyển sóng vô tuyến sau khi hạ cánh. Đây không phải là ngẫu nhiên, vì thông tin trong suốt 2 phút này thực sự đã được giấu kín với công chúng. Theo David Childress, một tác giả viết sách về các hiện tượng bất thường, ông Childress nói: "Các phi hành gia dường như đã nói về việc nhìn thấy các vật thể ngoài hành tinh trên mặt trăng, bao gồm cả đĩa bay đậu dọc theo rìa của một miệng núi lửa trong tầm nhìn của họ." Vậy nó có đúng không? Công chúng vẫn chưa thực sự biết và NASA vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận những tuyên bố như vậy. Sau đó, trong chuyến hạ cánh của Apollo 15 lên mặt trăng, các thiết bị thu âm trên trái đất đã thu được âm thanh, giống như một tiếng còi rất dài. Khi cao độ của âm thanh này thay đổi, một cụm từ bao gồm 20 âm tiết nổi lên và được lặp lại nhiều lần. Theo báo cáo của Huffington Post, vào ngày 20 tháng 2 năm 2016, một số hồ sơ bị mất sau đó đã được tái hiện để tiết lộ cuộc gặp gỡ của 3 phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 10 trong quá trình họ trở về trái đất. Theo hồ sơ chưa giải thích được của NASA, âm thanh nghe được từ không gian dường như đến từ thế giới khác. Ba phi hành gia liên tục khẳng định trong một cuộc đối thoại được ghi lại rằng âm thanh đó là thứ họ chưa từng nghe thấy trước đây. "Nó giống như âm nhạc từ ngoài không gian, nghe không? Tiếng còi, nó, chắc chắn là một loại âm nhạc kỳ lạ." Và NASA không bình luận về điều này. Cuối cùng là vào những năm 1970, khi Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Nixon ra lệnh dừng Apollo 18 khi nó đang chuẩn bị cất cánh. Và kể từ đó, loài người đã không quay trở lại mặt trăng.
Tuy nhiên, đây chỉ có thể là một màn che đậy. Nhiều thập kỷ sau, tin đồn xuất hiện rằng hai phi hành gia NASA tình cờ phát hiện ra một đoạn băng cũ, tiết lộ một bí mật tuyệt mật rằng Apollo 18 không chỉ vẫn được phóng, mà còn hạ cánh thành công trên mặt trăng. Phản hồi từ các phi hành gia của tàu vũ trụ cũng lưu ý rằng họ đã tìm thấy sự sống ngoài hành tinh trên mặt trăng. Nhưng tất nhiên, cuốn băng này chưa bao giờ được công khai. Và do sự can thiệp của chính phủ, tin đồn vẫn khó xác minh. Nhiều người cũng cho rằng, vào tháng 12 năm 1974, ba phi hành gia người Mỹ đi cùng với Apollo 18, trong một sứ mệnh hạ cánh bí mật lên mặt trăng, đã biến mất một cách bí ẩn, do tiếp xúc trực tiếp với một vật thể bí ẩn ngoài hành tinh trên mặt trăng. Trong cơn hoảng loạn, Hoa Kỳ tuyên bố hủy bỏ kế hoạch. NASA thì nói rằng sứ mệnh này không tồn tại. Năm 1973, NASA cuối cùng đã công bố một số kết quả của sứ mệnh lên mặt trăng lần đầu tiên. Trong một tuyên bố giải mật, NASA nói rằng tất cả 25 phi hành gia tham gia sứ mệnh Apollo lên mặt trăng cũng đã gặp phải vật thể bay không xác định ở đó. Quan trọng hơn, Wernher von Braun, người từng đứng đầu chương trình đổ bộ lên mặt trăng của Hoa Kỳ nói rằng một số sứ mệnh của Apollo lên mặt trăng đã bị theo dõi bởi một thế lực bí ẩn nào đó bên ngoài trái đất. Năm 1979, Maurice Chatelain, cựu giám đốc truyền thông của NASA nói rằng việc các phi hành gia gặp UFO trên mặt trăng là chuyện thường tình. Và trong khi các quan chức NASA chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về cuộc gặp gỡ của các phi hành gia với sự sống ngoài hành tinh khi hạ cánh lên mặt trăng, họ đã công bố đoạn ghi âm cuộc họp báo đầu tiên sau khi tàu Apollo 11 trở về của ba phi hành gia. Những gì đáng lẽ phải là một trải nghiệm thú vị và ly kỳ khi được lên mặt trăng lần đầu tiên trong lịch sử loài người, hóa ra lại trở nên buồn bã khi họ ủ rũ nhìn xuống. Lý do tại sao các hành vi khó chịu vẫn không rõ ràng. Có lẽ giống như nhiều người sau họ, NASA có thể đã ra lệnh cho cả ba người không tiết lộ những gì họ phát hiện ra về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Mỹ bắt đầu nghi ngờ về khả năng hoàn thành của dự án Apollo. Theo tạp chí Wire, hiện có tới 25 triệu người Mỹ tin rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng là một trò lừa đảo chưa từng có trong lịch sử của NASA. Các giả thuyết khác, mặc dù chưa được xác minh, giải thích rằng các phi hành gia có thể gặp phải một vật thể bí mật trong chuyến thăm của họ. Nhiều hãng truyền thông hiện đã đưa tin về khả năng Mỹ che đậy thông tin liên quan đến cuộc đổ bộ lên mặt trăng, chẳng hạn như bằng chứng chụp ảnh về hai chụp dấu chân giống người được phát hiện trong lần hạ cánh đầu tiên. Các nhà khoa học ngày nay cũng đã công khai bày tỏ niềm tin vào sự tồn tại của sự sống khác trong vũ trụ. Leroy Tiao, một cựu phi hành gia người Trung Quốc đến từ NASA nói rằng vũ trụ chứa đầy sự sống. Xã hội ngày càng chấp nhận niềm tin này. Sau hơn nửa thế kỷ, Hoa Kỳ một lần nữa có kế hoạch cử phi hành gia lên mặt trăng. Thế giới đã sẵn sàng. Nhưng liệu NASA đã thực sự sẵn sàng chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.